Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha. Xin nhắc lại số điện thoại hàng bên mình là 0355 356 356 có trên cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cặp trước cái cặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cặp 100.000 Viettel. Nhắn mình họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua. Mình sẽ ship code cho anh em nha. Anh em chỉ cặp tiền là mình sẽ ship cho anh em. Còn những anh em nào mà tin tưởng chưa khó thắng thì mình sẽ bao ship. Anh em khỏi tốn phí ship nha. Còn những anh em cặp tiền thì vui lòng chịu phí ship từ 40 tới 50k tùy theo khu vực nha. Không dông dài nữa thì mình giới thiệu máy hôm nay cho anh em luôn nha. Rồi, hôm nay mình có một con Lumia này anh em, 535 ha. Con này cái nắp màu xanh mới thì trang luôn cho anh em. Đó. Kính cũng còn đẹp ha, kính còn đẹp. Lumia 535. Bỏ xin vô nghe gọi cho anh em. Wi-Fi thì cũng còn back ok luôn. Này, mình sẽ test cho anh em chức năng tí nha. Wi-Fi này. Đó, ok ha. Xin bó xài ok, Lumia 535. Đó, màn hình con này cũng được 5.2 nha. Cũng được, ok. Pin vó, nói chung là ngoại hình còn đẹp. Con này để anh em giá 490 nha. 490k, giá màn hình thôi. Anh em nào thích sưu tầm thì alo nha. Một con duy nhất ha. Đó, kính đẹp, vó cũng rất là đẹp. Giá 490k. Kèm sạc nha anh em. Có sạc cho anh em luôn. Tiếp theo con hai là con Z2 Dream thay vỏ mới keng cho anh em rồi. Samsung Z2 Dream, kính đẹp, vỏ đẹp. Chức năng full nha. Hoạt động ok hết. Con này màn hình 5 inch, ra 1.5 bộ nhớ 8 ha, pin 2.6. Đó, Z2 Dream thì mình bán rất nhiều rồi. Đó, con này thì xài ok luôn, giá 690k. Kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. 690k. Đó, máy cực đẹp luôn. Y như bốc hộp luôn anh em, nói chung thay vỏ mới keng nha anh em. Tiếp theo là con Oppo A37 anh em, thay vỏ mới luôn ha. Oppo A37 RAM 2/16 nha, màn hình 5 inch, RAM pin 2420. Đó, vỏ mới keng xà beng luôn. Samsung quên Oppo A37 Neo 9 nha anh em, Oppo A37 nha. Đó, chức năng hoạt động ok nha. Máy đẹp, RAM 2/16, chức năng còn ok luôn. Cái này hai ngày cái máy anh em hay gọi mình á, thì có máy mình đăng thì đúng được, nay là có rồi nha. A37, giá 1.500.000. Tiếp theo là con Z5 Dream thì màn hình cũng 5 inch luôn, RAM 2/16 luôn, pin 2004. Máy thì còn ok luôn, đẹp như clip luôn anh em. Đó là những dòng máy có. Kính này đã giá lực rồi, dòng máy có cho anh em thích xài dòng rẻ tiền á thì đây là mấy con sự lựa chọn cho anh em. Thích cái nào thì alo con nói nha. Z5 Dream, con này để anh em giá 1.1 triệu nha. Đó, Samsung Z5 Dream giá 1.1 triệu, kèm sạc đầy đủ cho anh em. Tiếp theo là con Realme C1 anh em, Realme C1 ha, có thêm mới keng, màn hình 6.2, RAM 2/16 luôn, pin 4230, màn hình rộng nha. À, con này với Oppo A3s là màn chung nha anh em, xài chung màn luôn. Đó, chức năng rất là ok ha, màn kính đẹp, vỏ đẹp, nói chung là như máy mới luôn. Chức năng hoạt động ok nha. Realme C1 anh em, Realme C1 nó y như A3s luôn. Máy nói chung là chức năng y chang luôn. Realme ha. Con này để em giá của nó là vẫn ngang con Oppo A3s luôn, 1650, máy đẹp. Tiếp theo là con Oppo A3s này, màu đỏ này, nó y chang con kia luôn ha. Cũng RAM 2/16, pin 4230, màn hình 6.2, tự nhiên màn hình nó ngang nhau, đó là A3s này. Chức năng ok luôn, cũng giống y chang con Realme C1. Giá để anh em 1650 luôn, ngang giá nha anh em, 165. Tiếp theo là anh em làm một con Oppo A83. Oppo A83 vỏ đẹp nha, hình thức ok, kính có dán miếng chống trời còn nguyên luôn. RAM 332 nha anh em, màn hình 5.7 ha, pin 3180. Con này là Oppo A83, dòng này xài cũng còn ok anh em. Đó, chức năng hoạt động ok nha. A83 đây nè, RAM 3 bộ nhớ 32, nói chung là cấu hình ok luôn. Giá 1.700.000 nha anh em, 1.700.000 ha, kèm sạc gian kính.
Tiếp theo cho đây là một con Oppo Samsung A8. Lưng xe còn đẹp nha. Kính vàng ngọc lông mèo này. A8 bản hàng một sim nha. A8 một sim. RAM 4GB vậy nè. RAM 4 bộ nhớ 32 nha. Màn hình 56. Pin con này là 3000. Đó, máy thì đẹp như clip mình quay. Nói chung là tổng thể cũng còn rất là ok. Màn theo máy luôn anh em. Chức năng hoạt động ok ha. A8. Mình coi cho anh em coi. Thông tin này, A8 này. Ok nha, con này để anh em giá 2,2 triệu nha. 2,2 triệu. Máy cực đẹp luôn. Tiếp theo là con Vivo V7. Vỏ sao đẹp keng. Nắp sao đẹp keng luôn. Vivo V7 anh em, con này RAM 4GB nha anh em. Con này còn RAM 4, bộ nhớ 32 nha. Màn hình 5.7, pin 3000. Kính đẹp nha. Đó. Kính đẹp đại giá người lực cho anh em rồi. Mình coi. Mới nó sáng tí. Thật chức năng này. Đó. Vivo V7. Máy full chức năng luôn. RAM 4GB nha anh em. Bộ nhớ 32. Cấu hình ok nha. Chức năng hoạt động không lỗi nha. Ok, máy cực đẹp luôn. Nói chung là đẹp keng sao em. Con này để em giá 1,6 triệu nha. 1,6 triệu nha anh em, kèm sạc dán kính nha. Một con Oppo F9 cho anh em. À, con này nắp sao thế mới rồi. Keng sao em nha. Màn hình 6.3. RAM 4 64. Pin con này là 3500 nha. Đó, máy cực đẹp anh em. Kính keng nha, đại giá người lực cho anh em rồi. RAM 4 64 nha anh em. Oppo F9. Ok, con này để anh em giá 2,2 triệu nha. Kèm sạc dán kính nha anh em nha, 2,2 triệu. F9 nha anh em. Tiếp theo là con Z737 Galaxy Y3. Bản hàng một sim. Máy đẹp 98. Màn hình 5.5 nha, RAM 332. Pin con này là 3.3. RAM 3GB nha anh em. Bộ nhớ 32. Máy đẹp 98.9%. Đó, nguyên zin nha. Cực đẹp luôn. Con này gọi là Galaxy Y3. Rồi, giá 1,750 nha anh em. 1,750. Kèm sạc dán lực cho anh em luôn. Tiếp theo là một con Samsung A6 cộng anh em. Vỏ sao không còn đẹp nha. Màn đã dán lực cho anh em rồi, kèm sạc luôn nha. Con này RAM 4, bộ nhớ 32 nha anh em. Màn hình 6 inch. Pin 3500 nha. Máy full chức năng. Hoạt động trơn tru nha, êm ái luôn. A6 lút. Máy cực đẹp luôn anh em. Vỏ kính còn rất ok. Con này ra đi anh em giá 2,4 triệu nha. 2,4 triệu. Tiếp theo cho anh em là một con Oppo A31 nha. Oppo A31 vỏ cũng còn rất là đẹp nha. Đó, như clip mình quay này, độ xuất sắc gần như không có máy, không có nhiều máy anh em. Con này màn hình 6.5 nha anh em, RAM 6 bộ nhớ 128 nha, pin 4230. Đó. Mà rất là đẹp. RAM 6GB nha anh em, bộ nhớ 128GB, cấu hình mạnh nha. A31 Oppo nha anh em. Đó. Chip loại 8 ha, RAM 6 128GB. Màn đẹp luôn, sáng đẹp. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 2,9 triệu nha. 2,9 triệu nha anh em, RAM 6GB. Tiếp theo là con Z710, bản hàng một sim. KT này anh em. Màn 5.5, RAM 2 16 nha, pin 3003. Máy full chức năng nguyên zin. Đó. Kính thì đại giá người lực rồi. Anh em mua về thì kèm sạc cho anh em nữa là xong. Màn ring vỏ ring. Máy full chức năng. Đẹp nha. Chức năng full, hoạt động ok trơn tru nha anh em. Đó là Z710. Coi. Đó, Z716. Con này ra đi cho em giá 1,390. 1,390 nguyên ring nha anh em. Tiếp theo là một con Samsung A51. Máy nguyên ring đẹp 98. 98 là khiêm tốn nha anh em. A51 ha, màn hình 6.5, RAM 6 128 luôn anh em, pin 4000. Máy nguyên zin full chức năng. Cực đẹp luôn.
Kính anh em thấy không, soi gương được luôn nha, kính quá đẹp luôn. Đó, máy thì hiển thị sắc nét. Ok luôn. 21 của Samsung. Con này ra đi cho anh em 4,3 triệu nha anh em, giá 43. Máy đẹp keng sao vàng luôn. Mình có con iPhone X3 này anh em. X3 ha, vỏ còn rất là đẹp. 64GB. iPhone X3 có nghĩa là anh em bỏ sim xài bình thường. Nó là iCloud ngày xưa đó, người ta bypass ha. Xài đừng reset là vô tư hết nha anh em. Mọi chức năng full hết ha, anh em không yên tâm. Anh em về đây nhập tài khoản vô xài, đừng reset là được. Bỏ sim vô xài bình thường hết. Mọi chức năng full chức năng. Ok hết anh em. Đó, 64GB. Pin con này được nhiêu? 84 anh em. Pin 84 nha. Pin 84. Chức năng X nè, 64GB nè. Mã Vina, mã VN nè. Đó, ok nha. Con này đến em giá 4,7 triệu nha, iPhone X. Xài rất là ok, bỏ sim vô là xài thôi. Đăng nhập tài khoản tại vô tư. Đừng có reset là được nha anh em. Giá 4,7 triệu nha anh em, kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là con Samsung A50 nguyên zin, vỏ sao có sức sát theo clip nha. RAM 4 nha anh em, bộ nhớ 64 ha. Màn hình 6.4, pin 4000. Kính thì keng sao vàng luôn, còn garanti luôn, màn zin, vỏ zin. Chưa hề thay thế nha, RAM 4GB. Samsung A50. Chức năng hoạt động trơn tru ok luôn nha. Còn chức năng. Đó, A50. Ok nha anh em, con này ra đi cho anh em giá của nó là 2 triệu 9 nha, 2 triệu 9 kèm sạc dán kính nha anh em. 2 triệu 9. Tiếp theo là anh em là một con Vivo. Vivo Y20. Máy riêng nguyên đẹp keng sạc bèn luôn. Màn hình 6.51, RAM 4, 64, pin 5000. Đó, còn garanti nha, lột ra bao đẹp nha anh em, kính bao đẹp nha. Y20 nha anh em, RAM 4, 64. Chức năng hoạt động ok, full chức năng. Để mình gọi quản lý hệ thống này, giới thiệu điện thoại này, 464 này, V2027 này, đẹp keng này. Con này ra đi cho anh em giá 2,6 triệu nha, 2,6 triệu mới cực đẹp. Tiếp theo là con Oppo A9 2020. Oppo A9 màn hình 6.5 ha, RAM 8, bộ nhớ 128, pin 5000. Máy cực đẹp luôn. Đó, lưng này, nguyên zin này, kính đã dán lực cho anh em rồi nha. Oppo A9 2020 nè. Chức năng hoạt động thì khỏi bàn nha, quá ok rồi. Đó. Wi-Fi cực mạnh luôn. A9 RAM 8, bộ nhớ 128, cấu hình quá khủng. Con này ra đi cho anh em giá 3,7 triệu nha, kèm sạc dán kính nha anh em. 3,7 triệu, máy quá đẹp. Tiếp theo cho anh em là một con Vivo Y51 anh em, máy nguyên zin đẹp keng sờ beng luôn, mẫu mới ra của Vivo. Đó, mẫu mới ra nha, máy đẹp nha. Máy kính đẹp, lưng đẹp này, 9899 luôn anh em. RAM 8 luôn anh em, con này cũng RAM 8, bộ nhớ 128 luôn nha. Màn hình 6.58, pin thì 5000. Đó, pin thì 5000, cực trâu bò luôn. Đó, màn hình hiển thị sáng sắc đẹp nha. Y51 máy rất đẹp nha. À, chức năng này full quốc tế ha, bỏ sim vô là xài 2 sim 2 sóng. À, máy cực đẹp. Vivo Y51 con này ra đi cho anh em giá 4,2 triệu. 4,2 triệu kèm sạc dán kính nha anh em. Rồi, clip này xin kết thúc tại đây. Thân ái chào cả nhà. Anh em nhớ đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ mình kênh của mình nha anh em. Thích cái máy nào thì alo cho mình, số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356 có trên cái bảng nhỏ phía trước anh em. Rồi, thân ái chào cả nhà, hẹn anh em clip tiếp theo.